không may là mọi 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 thứ không như là mình nghĩ. Mình ở Việt Nam mình nghĩ là mình đã chuẩn bị tất cả mọi thứ rất là kỹ càng rồi, nhưng mà sang Đức không ngờ nó bị quay sang một tình thế khác. Tại vì chủ quan quá, đi thi thì không có viết tất cả các số ra mà nghĩ là mình làm đúng hết mấy bài tiếng Đức các thứ rồi. Đi thi toán chỉ viết mỗi đáp án thôi chứ không viết lời giải ra. Thế là sau trường đánh trượt. Hồi đấy là mình định ra visa 4 tuần xong mình cũng sợ lắm. Cứ tưởng là vừa mới thi xong phải về nước rồi bây giờ về xấu hổ. Tại vì vừa mới chia tay các bạn rồi ba mẹ tuần trước xong. Sau đấy hôm đấy mình có lên sở ngoại kiều. Người ta bảo là không sao đâu. Rồi người ta dán cho, người ta có bạn thì được dán một cái tem vào trên cái visa của mình. Thì người ta không dán cái gì hết. Người ta bảo cứ như thế đi thi tiếp. Thì mình cứ thế mình xuống Frankfurt thi tiếp. Tuần sau đó cậu đổ được SDK Phan Phú đúng không? Rồi Tuy sau nhiên đó lại có vấn mình đề gì gì nữa xảy ra đúng không? bây giờ tự nhiên nghĩ lại thấy không biết tại sao rồi đấy mình có đủ dũng khí để đi thi tiếp được cái trường khác, tại vì kiểu như cảm giác đầu tiên là kiểu nước Đức không chào đón mình. Mà rồi sau đấy mình xuống thi SCK ở Frankfurt, mình thi SCK ở Frankfurt xong mình đỗ thủ khoa rồi đấy. Rồi sau gọi điện cho mình rồi bảo là ok em đỗ thủ khoa nên mấy hôm nữa em lên nhận thưởng đi, nhận lận thưởng đi, trường có một món quà nho nhỏ cho em. Rồi sau đấy 2 tiếng thì trường gọi điện lại là nhưng mà xin lỗi em không được học ở trường đâu, tại vì hồi đấy ở Việt Nam là mình thi khối khoa học tự nhiên, mình thi A1 bằng tiếng Anh. Rồi sau đấy nhưng mà bên này thì mình lại muốn học V course, nghĩa là học muốn học về kinh tế Trái ngành mà đúng trái không? trái ngành và bị trái ngành, nhưng thế là cũng bị Frankfurt trượt luôn. Mình không biết nên đổ lỗi cho ai, giờ đổ lỗi cho Việt Nam thì cũng không phải, nhưng mà đổ Có lỗi nghĩa cho là Đức thì bộ cũng không nên. phận. Qua mình qua Đức người ta chuyển duyệt rồi kiểm duyệt hết hồ sơ rồi, nhưng mà sau khi mà mình thi đỗ xong người ta bắt đầu mới nhập hồ sơ của mình vào trong máy của người ta. Có một cái phần đấy ở trong hệ thống, người ta không thể biết là chuyển điểm như nào được. Như kiểu các bạn bây giờ mà học SCK khối T mà muốn mai sau đi học ở đại học khối V ấy, thì cũng không được luôn. Phải học những ngành lai 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 như thế mới được. Mà SCK thì nó lại không có ngành nào lai cả, SCK chỉ chia ra khối T hoặc khối V thôi. Vì vậy là trường không thể chấp nhận được. Gọi như không có phương án nào luôn. Sau khi mà tất cả Nên các bạn lại không chạy không luôn. phương án nào hết. Tại vì năm của Lộc là năm đầu tiên mà bị như vậy. Còn một cái solution duy nhất mà nó có là ở dưới Constant. Mình xuống đấy thi rồi học SCK đấy. Với thực ra là ở dưới Constant thì họ không cần APS, mình có thể nộp Freiwillig được. Có nhiều trường đại học ở Đức, có nhiều SCK ở Đức thì đúng hơn chứ. Họ không cần qua APS, họ chỉ cần mình nộp bảng điểm ở Việt Nam và nộp giấy tờ đúng hạn thì người ta sẽ cho mình thi SCK đầu vào không, và không phải không không cần làm APS. Cái chủ đề dual studio này á, thì thực sự ra là quá ít thông tin, phải gọi là vậy. Trước tiên là mình biết đến cái dual studio thế nào. Cũng là thực ra là cũng rất trùng hợp với mình. Đang học SCK Constant thì nó có một buổi kiểu như là workshop, thì trong workshop đó thì người ta có giới thiệu các chương trình học, thì mình biết đến cái có gọi là Ausbildung, có gọi là Dual Studium. Rồi sau thì mình về nhà mình có lên mạng đọc Dual Studium, thì Dual Studium là kiểu một dạng học các bạn sẽ phải xin vào một công ty trước, có nghĩa là mình xin đi làm trước khi mình đi học, nhưng mà mình không phải là làm rồi mới học mà là mình vừa làm cho công ty đó, nghĩa là bạn được nhận làm nhân viên chính thức của công ty luôn, có bảo hiểm, có vacation, rồi có tất cả mọi thứ của công ty, coi như là một nhân viên hoàn toàn chính thức của công ty. Nhưng mà đồng nghĩa đấy thì bạn cũng phải học full time, có nghĩa là bạn phải học full time ở trường. Những hôm nào mà bạn đi làm thì bạn đồng nghĩa phải chuẩn bị bài học trước, hoặc là bạn phải bỏ pho lê dung ở trường, rồi hôm sau bạn phải tự học lại. Thường cậu tìm cái B-trip đó thì ở trên cái web hoặc là cái app nào nhất định không? Các bạn có hai cách. Cách đầu tiên là ở Đức có một trang web gọi là dualeststudium.de, thì các bạn vào đấy sẽ mình sẽ filter được theo ngành học của mình là một, địa điểm mình muốn học là hai. Hoặc thứ cách thứ hai, các bạn có thể vào trường các bạn muốn, rồi các bạn vào phần partner của nó xem mà nó có những cái bitrip nào. Thì thường những cái bitrip mà nếu người ta tuyển vet student hoặc tuyển dual student thì dual student thì người ta sẽ có chương trình học như vậy. Vậy thì cái điều kiện gì để mà nộp vào đây, ví dụ như như bạn nói là phải tìm được một công ty đúng không? Thì Phải. cái điều này nó khó hay là dễ? Mình nghĩ phần này là phần khó nhất và cũng là phần các bạn nên dành nhiều thời gian nhất. Như mình thì vừa mới bắt đầu SCK mới tìm hiểu rồi, còn bình thường nếu các bạn tốt nghiệp SCK xong mà các bạn mới tìm hiểu thì nó bị khá là muộn ấy. Thì các bạn có thể học hết kỳ 1 SCK, lúc đấy thì các bạn có thể trau dồi tiếng Đức rồi biết thêm những thông tin về nước Đức này kia, rồi các bạn lên bắt đầu chuẩn bị hồ sơ từ lúc đó. Và các bạn phải tìm một công ty trước và phải xem nó phù hợp cho mình với mình hay không, và tìm được vị trí thực sự mình thích. Tại vì công ty này chính là công ty mà mình gắn bó 4 năm trong trong lúc đi học đại học của mình,
và cũng công ty này là khả năng rất cao là sau khi tốt nghiệp xong bạn sẽ làm với công ty đấy tiếp. Thường người ta sẽ đánh giá dựa trên những cái mà mình theo mình nghĩ người ta đánh giá dựa trên độ tự tin và khả năng học hỏi, và nếu mới đối với người ngoại quốc thì là khả năng ngôn ngữ của người đấy. Nên là vì thế mình khuyên các bạn nếu ở Việt Nam học được thì học hết lên B2, hoặc là còn tốt nữa thì bây giờ học hết lên C1 luôn. Thì đấy, hồi ấy mình hồ sơ chỉ cần bằng điểm C1, bằng tiếng Đức và một số hoạt động ngoại khóa nếu bạn có, để bạn thêm vào CV của mình. Nếu như mà bạn có thêm cái thư giới thiệu thì ví dụ như là của các giáo viên STK thêm, thì hợp lý hơn thì, đúng không? Thì rất là tốt luôn, tại vì hồi đấy mình cũng xin được giới thiệu của thầy hiệu trưởng. Sau khi doanh nghiệp nhận mình xong thì nó sẽ doanh nghiệp sẽ đề nghị cho mình những cái trường đại học nào mà doanh nghiệp mà có kết nối với trường đại học đấy. Thì mình sẽ chọn những cái trường đại học trong đấy. Cậu sẽ có lương hàng tháng đúng không? Thì cậu có cần phải chứng minh tài chính như là những bạn học hostel hay là gia như là uni bình thường hay không? Không, nếu bạn học dual stream thì bạn không cần chứng minh tài chính. Cái này chắc là cái thông tin mà gọi là rất là nhiều bạn thích nghe, bởi vì mình cũng biết là cái khoản mà chứng minh tài chính hàng năm cũng là một cái khá là đau đầu. Nhưng thực ra là nói thế cũng không chuẩn, tại vì nó phụ thuộc vào số lương bạn nhận được. Tại vì cái lúc ban đầu bạn apply vào thì bạn sẽ có một hôm gọi là sau tất cả, nói chung bạn đỗ hết rồi thì theo công ty của mình thế, nó sẽ cho mình một buổi nói chuyện xem mà mình muốn lương bao nhiêu và mức lương công ty đưa ra có ok không. Thì lúc đấy các bạn sẽ được quyền điêu lương với công ty. Tất nhiên là cái buổi điêu lương ấy sẽ đến sau 6 tháng thử việc. Thì các bạn thử việc 6 tháng thì tất nhiên là năm đầu tiên vào uni, mà năm đầu tiên các bạn đi làm thì các bạn vẫn phải chứng minh tài chính để gia hạn visa trước đã. Nhưng mà lần gia hạn visa thứ hai thì các bạn không hề cần chứng minh tài chính nữa. Thảo nghĩ rằng là cái dual studium này mình nhìn về mặt lợi thì chắc chắn sẽ có lợi rồi đó. Còn nếu mà theo mà về mặt là không ok lắm thì theo cậu nó nằm ở chỗ nào? Về mặt hại thì cũng rất nhiều. Thật sự là rất nhiều. Các bạn không có một kỳ nghỉ nào trong 3 năm rưỡi đi học cả. Tại vì lúc các bạn mà có for lê dung thì các bạn cũng phải đi làm. Và lúc mà các bạn vẫn phải đi học và vẫn phải đi làm. Vẫn phải đi làm. Và lúc các bạn không có for lê dung thì còn tệ hơn là các bạn phải đi làm full, các bạn phải làm full time luôn. Nhưng mà một năm thì tùy những cái trip nó họ vẫn sẽ cho mình ví dụ như 30 ngày vacation một năm chẳng hạn. Thì cái đấy tất nhiên là tại vì mình là nhân viên bình thường công ty mà, nên mình được hưởng tất cả quyền lợi của công ty họ cho. Đi công tác từ nước ngoài rồi kia các bạn cũng có thể được hưởng hết, tại vì nếu mà bạn đã là dual student thì có nghĩa là bạn là một nhân viên của công ty luôn, họ không tính bạn là vet student hay không tính bạn là hoặc không tính bạn là practical hoặc không tính bạn là không tính bạn là kiểu là extend nữa, họ tính bạn là nhân viên chính thức của công ty luôn. Off cover của mình thì ban đầu thì họ sẽ có một cái gọi là một thời gian để đào tạo cho mình trước, thì lúc đấy mình sẽ được làm quen, mình sẽ được thử những cái vị trí khác nhau trong công ty. Nhưng mà chắc chắn đấy, là sẽ luôn luôn có một cái người hướng dẫn ban đầu. Luôn có một người hướng dẫn cho mình, đúng không? Thì mình sẽ nó hướng dẫn và nó sẽ đào tạo mình trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Rồi sau đấy thì mình làm không khác nhân viên bình thường rồi. Nhưng mà Thảo nghĩ rằng là một cái sự gắn bó lâu dài như vậy thì cũng đã giúp bạn hòa nhập được với nước Đức cũng khá nhỉ? Bạn có thấy cái điều đó nó giúp cho bạn nhiều trong cái vấn đề hòa nhập với cộng đồng ở Đức này không? Mình thấy nó giúp rất nhiều luôn, tại vì hồi học các bạn học SCK thì các bạn học xong thì Thảo cũng học xong SCK, Thảo cũng học xong SCK, cái vốn tiếng Đức của mình nó chỉ lên khác Việt Nam so với được một xíu thôi. Vì ở Việt Nam mình học đến B2 thì học xong đấy mình cũng chỉ lên được C1 thôi. Nhưng mà C1 ở Đức thì ok, giao tiếp với các bạn SCK thì ok, nhưng mà đến uni với cả đi làm thì nó không hề đầy đủ một tí nào, không hề đúng đủ một tí nào. Đúng rồi. Rồi thì lúc mình đi làm thì mình sẽ nói chuyện với đồng nghiệp. Nói chuyện đồng nghiệp thì không nhiều, nhưng mà mình ví dụ như mình có Kunden các thứ, mình có tiếp xúc với những khách hàng thì mình sẽ cho dù tiếng Đức của mình nhiều hơn. Và hơn nữa là trong công ty cũng có những buổi mà trò chuyện rồi ăn cơm chung rồi giao du, rồi mình sẽ biết được văn hóa người Đức thế nào, rồi sẽ biết được cái mình thấy quan trọng nhất là biết được văn hóa đi làm của người Đức thế nào. Cái đấy mình thấy quan trọng hơn rất nhiều là việc người ta chơi như nào.